đây là những hình ảnh cuối cùng của Ngô Nhi Hôn để ngày mai người ta đập. Chào quý vị và các bạn, hiện tại tôi đang có mặt ở ngôi nhà hôn thuộc xã Đà Lạnh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Khánh Hòa. Phía sau lưng tôi đây là ngôi nhà hôn. Đây là những ngôi nhà đang chuẩn bị ngày mai là đập rồi, không còn nữa. Đây là những hình ảnh cuối cùng của ngôi nhà hôn để ngày mai người ta đập. Thank you.